Các bác thân mến, trước mắt màn hình các bác thấy được đây là 4 cặp loa đến từ Nhật Bản, trong đó có hai cặp loa đến từ hãng Onkyo và hai cặp loa đến từ hãng Kenwood. Ở video clip lần này em sẽ cùng các bác đi quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong để các bác có thể nắm được rõ hơn về nội thất của 4 cặp loa này. Và trước tiên thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về hai cặp loa đến từ hãng Onkyo trước. Các bác thấy được đây là cặp loa Onkyo D77X. Về cấu trúc driver của dòng model này thì các bác nhìn thấy nó sử dụng 3 đường tiếng, một loa bass, một loa chung và một loa chép. Các bác nhìn thấy đây là loa bass của cặp loa Onkyo D77X. Đấy. Đối với dòng này là dòng 1X các bác nhé. Nó có dòng là 77 trơn này, 77 1 x rồi là 77 2X. Đây là mẫu model thì các bác thấy nó được thiết kế cụ loa bass thì rất là đặc biệt rồi. Đấy các bác nhìn thấy khung xương loa này. Và cái điểm nhấn của nó thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái củ nam châm rất là lớn rất là nặng được bố trí gắn ngay sau củ từ này đấy các bác thấy đây là cái củ nam châm của nó rất là nặng đấy loa bát của nó thì nặng khủng khiếp lắm đấy một tay thì các bác hơi khó nhấc lên đây là ở phía bên trong thì các bác nhìn thấy nhện loa này đối với dòng model này thì các bác nhìn thấy nó sử dụng là bát 30 nó sử dụng màng carbon và gân mút gông loa thì các bác thấy nó được bố trí gông loa màu vàng chanh rất là đẹp dòng này thì nó đem lại cái tiếng bát rất là khủng khiếp tiếng bát rất là sâu lực đấy. màng carbon gân mút và cục từ kép các bác thấy đây. đấy nó gắn một cái cục nâm châm rất là lớn được bố trí nằm ở phía sau và cụ lo bát của nó thì rất là nặng đấy. các bác rất là khó một tay để chúng ta nhấc di chuyển lên đây, các bác thấy rất là nặng rồi Đó là về phần loa bát Còn về phần loa chung Thì các bác nhìn thấy Nó sử dụng một cái loa chung đấy, Rất là lớn đấy. Và riêng loa chung của nó thì bố trí một cái học riêng đấy, Để che đậy cho phần loa chung Đối với những dòng loa này Thì các bác thấy thì nó được bố trí một cái Hộp như này Để tách riêng ra để khi tiếng bát hoạt động thì nó sẽ cái hơi của loa bát thì nó sẽ không bị đẩy lên phần loa chung để nó không ảnh hưởng đến về phần loa chung khi loa chung hoạt động xương loa thì các bác thấy rất là đẹp rồi Đấy. một chiếc em để ngửa lên một chiếc em để úp xuống để các bác thấy được rõ về mặt trước cũng như là về mặt sau của cặp loa này nó sử dụng một loa chép các bác thấy đây tất cả gông loa của nó thì đều bố trí màu vàng chanh nhìn rất là đẹp đây là hệ thống phân tần của nó ở phía bên trong Các bác thấy thì những con tụ này, những cuộn cả này, keo kia thì vẫn còn nguyên si. Đối với dòng đen này thì các bác nhìn thấy ở phía trên thì đây là bông tiêu âm. Đấy các bác thấy bông tiêu âm của nó giống như kiểu cái chăn chiên ngày xưa Ở phía trên này thì các bác thấy ở sau cái đường tín hiệu đi vào thì các bác thấy rất rõ rất nhiều những cái con tụ ở phía dưới này nó hơi tối một chút đấy các bác thấy đây này Dòng này thì phân tần của nó thì được đặt hai chỗ. Đấy. Một chỗ ở dưới này, chỗ phần loa bát này và một chỗ ở đằng sau đường đưa tín hiệu đi vào. Để các bác chỉ cần tháo loa chép này ra là các bác nhìn thấy rất là rõ. Hoặc là các bác có thể tháo ở đằng sau cái chỗ cọc đưa tín hiệu đi ra thì các bác thấy có một cái phên và có rất nhiều những linh kiện điện tử ở phía bên trong, những con tụ, những con trở. Đây là củ của loa bát em này Để trồng ngửa lên để các bác được quan sát rõ hơn này Đấy Ở phía sau thì các bác thấy nó được bố trí vít một cái ốc rất là lớn Được bố trí vít ở phía sau Gắn với cái củ nam châm này Đấy Rất là nặng Và khung xương của nó thì các bác thấy rất là tuyệt vời rồi Sắt xi 7 màu đó là cặp loa Onkyo D771X. Dòng này thì có mức giá là 10 6 triệu đồng với tình trạng của nó thì rất là đẹp các bác nhé Đấy, toàn thân được bố trí thùng màu đen Đấy. ở phía dưới thì các bác thấy nó được bố trí những cái lớp mút che đệm ở phần ghế khung xương này tiếp theo ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là một cặp loa Onkyo nữa đó là dòng model D77FX đối với dòng FX này thì các bác thấy nó cũng sử dụng 3 đường tiếng một loa bát có đường kính là 25 cm một loa chung và một loa chép các bác thấy thì những sản phẩm mà về tại cửa hàng của chúng em thì đều được tháo và kiểm tra rất là kỹ các bác thấy thì tất cả những cái khâu kiểm tra hàng thì đều được tháo tung hết ra đấy kiểm tra về phân tần rồi là màng loa rồi là nhện loa đấy về cái nói chung tất cả về độ zin của sản phẩm đấy, do đó thì các bác có nhu cầu mua sắm bên cửa hàng của chúng em thì các bác cứ yên tâm những sản phẩm đều được đảm bảo cho các bác zin chuẩn chỉ đấy do đó thì các bác mua hàng thì các bác không phải lăn tăn Đối với dòng Onkyo D77 FX nhé, này thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một loại loa chép kèn rất là nặng, cụ loa chép của nó rất là gấu các bác nhé, đây, đấy, rất là nặng, đều có chữ Onkyo. Các bác nhìn thấy những cái đường khoét của nó này, đấy, nó đặt loa chung rồi là loa chép đến loa bát, đấy, được thiết kế rất là tinh xảo, các uh, viền của nó rất là đẹp, đấy. Và một cái điểm thì các bác nhìn thấy cái khung xương của nó rất sắt xi bảy màu bao nhiêu năm rồi nhưng mà với tình trạng của nó thì các bác thấy nó không bị han gì gì cả đấy bên trong nhện của nó này đây là những sản phẩm đã được bên cửa hàng của chúng em tuệ rất là kỹ rồi từ về hình thức cũng như là về nội thất của nó ở phía bên trong đấy các bác nhìn thấy cái cụ loa chung của nó đẹp mỹ mã như thế này đối với dòng này thì các bác thấy nên lưu ý này ở mặt trước của nó ấy, thì nó được bố trí vít những cái ốc như này và nó sẽ có những cái lớp doang đấy che đậy ở phía bên ngoài như này và chúng ta muốn tháo ra thì bắt buộc phải chúng ta phải nhấc bỏ cái miếng này ra đó không các bác nhìn thấy những cái vết keo này lại các bác lại không rõ thì các bác lại bảo nó thế nào nó thế nó thế nọ nó thế kia đấy các bác khi nào chúng ta vặn ốc xong chúng ta lại đậy vào như này và khi nào chúng ta muốn tháo vặn ra thì chúng ta lại phải cậy cái này lên và cái doang chun cao su này thì nó đặt thì rất là khít các bác chỉ cần đặt vào là ok thôi còn nếu có những cái nào mà nó lỏng quá thì các bác có thể gắn một chút keo đấy các bác có thể lấy keo con chó ấy, các bác gắn vào là ok và khi nào các bác có thể lấy ra thì là được cái này thì nó cũng đơn giản thôi nhưng các bác đừng gắn keo 502 nhá gắn keo 502 là sau này chúng ta lấy ra sẽ rất là vất vả đấy ở đây thì các bác thấy đây là củ của lo bát của nó này đối với dòng là model này thì nó sử dụng cụ nam châm kép do đó thì nó đem lại, cái tiếng bát của nó quánh rất là đầm tiếng Đây là ở phía bên trong các bác thấy thì đối với dòng onkyo này thì nó được thiết kế phân tần thì khá là độc đáo Đấy, các bác em để ở đây chút chưa hết thì các bác nhìn thấy ở phía bên này Đấy, phân tần của nó được bố trí bên này này Đấy, rồi là bên này nữa các bác chờ chút để em vòng sang phía bên này để quay để các bác thấy được rõ hơn đó các bác lưu ý thì những cái vết như là nguyên keo nguyên bản của nhà máy nhá không phải keo làm lại đâu và ở phía dưới này các bác nhìn thấy đây. đấy còn ở phía sau cái cọc đưa tín hiệu đi vào thì nó được bố trí những con uh, trỏ đấy được bố trí nằm ở phía sau cái cọc của, của uh, đường dẫn tín hiệu đi vào nó giống với rằng uh, thằng onkyo b 771 x kia đấy Các bác thấy về tình trạng của nó rất là ok rồi Và cặp loa này thì có mức giá Em nhớ cũng nhầm như là 13 triệu 500 Đấy Tại vì lúc này em quay thì em cũng chưa nhớ cụ thể lắm Tiếp theo ở phía bên này thì các bác thấy đây là Cặp loa Kenwood Một model rất là gấu của dòng Kenwood Đó là dòng model LS990HG Các bác thấy rất rõ nhá LS990HG. Về cấu trúc driver của dòng model này thì các bác thấy nó cũng sử dụng ba đường tiếng, một loa bát này. Các bác nhìn thấy nó sử dụng à tính ra thì nó phải bát cỡ 32, đấy màng carbon gần mút. Các bác thấy mà carbon của nó rất là cứng, làm cho cái tiếng bát của nó nghe rất là đanh. Gần mút thì tiếng bát xuống rất là sâu, lực. Đây là cụ 5 châm của nó này. Đối với dòng này thì cái tem ken gút của nó thì được bố trí dán ở trên khung xương nhé không phải dán ở sau cái củ của loa bát đâu còn đối với dòng chung của nó thì các bác thấy thì nó được bố trí dán ở cụ từ của loa chung cũng như là loa chép đây là ở phía bên trong của nó này đây các bác thấy đây phần tần này cho phần loa bát này rồi là ở phía trên các bác thấy phần tần của nó được bố trí nằm ở phía trên này nó hơi tối một chút nhưng mà em quay qua để các bác có thể nắm được rõ về cái vị trí đặt phân tần của dòng model này. Ở phía trên thì nó dành cho phần loa trung như là loa chép. Đây các bác thấy đây. Về phần loa chung. đấy. Đây là những cặp loa rất là đẹp rồi. và cặp loa Kenwood ls là... xin lỗi các bác cặp loa Kenwood SL 990HG này có mức giá là 15 triệu đồng cặp loa này thì rất là nặng và tiếp theo ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là một cặp loa Kenwood nữa đó là dòng model LS 990D đây là dòng model nó cũng sử dụng ba đường tiếng một bát 30 một loa chung và một loa chép các bác nhìn thấy nó sử dụng trung đô và chép đô. Đối với những mẫu model như thế này thì nó cho chúng ta nghe nhạc rất là đa năng Các bác có thể nghe những dòng nhạc à, trên mạng xuống thì rất là phù hợp Đây là ở phân tần Và phân tầng của nó thì được bố trí ở phía trên nữa Đấy. Đối với những phân tần của dòng này Modiani này thì nó được à, đặt đến hai ba vị trí khác nhau Về phần à, bát này, về phần chung cũng như là phần chép Và cặp đoan này thì có mức giá là 15 triệu đồng Đối với những dòng à, Loa này thì các bác có thể lấy những dòng âm ly của Denon à, Ví dụ như dòng à, 890D này Rồi là 780D 980 Đấy. Hay các bác có thể lấy những dòng âm ly của Denon à, 1, này 1500R này, 1500AE hay là những dòng âm ly của Sansui, Đấy, 607, 707 đánh rất là hay. Như vậy vừa rồi thì em à, tháo và kiểm tra về nội thất của sản phẩm, về độ zin cũng như là về độ đẹp của sản phẩm. Thì em à cũng tiện em ạ. À quay một video clip ngắn gọn để các bác có thể nắm được rõ hơn về nội thất của những mẫu model này. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em qua hai số điện thoại hiển thị góc phía bên tay trái màn hình. Sau đây thì cho em xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác.